Mới đây, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, tổ hợp nghỉ dưỡng đô thị cao cấp tại khu vực Hồ Yên Trung, phường Phương Đông. Tổ hợp nghỉ dưỡng đô thị cao cấp Hồ Yên Trung có tổng diện tích quy hoạch trên 572 ha, chia thành 10 phân khu với các hạng mục như khu nhà ở liền kề, khu biệt thự, đất tái định cư, khách sạn, resort trên đồi, sân golf, khu vui chơi giải trí cùng nhiều công trình khác. Hệ thống giao thông nội bộ và ngoại vi kết nối với các khu vực tuyến đường của thành phố Uông Bí cũng được thiết kế đồng bộ. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới Yên Thanh, phường Yên Thanh. Theo đó, dự án khu đô thị mới Yên Thanh có tổng diện tích nghiên cứu trên 222 ha, thiết kế theo định hướng phát triển khu đô thị xanh và mặt nước, tận dụng các lợi thế về điều kiện tự nhiên của khu vực cũng như tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan. Dự án được chia thành 5 tiểu khu với lộ trình thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2020 đến 2022, giai đoạn 2 từ 2022 đến 2025. Dự án nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông, kết nối với trục đường tránh phía Nam và các tuyến đường quốc lộ. Qua nghe báo cáo của đơn vị tư vấn và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với ý tưởng và phương án quy hoạch của các dự án. Đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu để điều chỉnh. Trong nghiên cứu xây dựng quy hoạch chi tiết cần quan tâm phương án kết nối giao thông các tuyến đường theo tiêu chuẩn của đô thị loại 1. Đồng chí giao Ủy ban nhân dân thành phố và đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện hồ sơ thiết kế, báo cáo các đơn vị chức năng phê duyệt theo quy định. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ công tác quyết toán, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành đến ngày 7 tháng 8 năm 2020. Theo đó, số công trình đã phê duyệt quyết toán là 70 công trình với tổng mức đầu tư trên 125 tỷ đồng. Giá trị đề nghị quyết toán là 117,063 tỷ đồng. Giá trị quyết toán được duyệt là 116,068 tỷ đồng. Công trình nộp hồ sơ quyết toán hiện đang trong thời gian thẩm tra phê duyệt quyết toán là 56 công trình, tổng mức đầu tư trên 74 tỷ đồng. Số công trình đã hoàn thành và đang trong thời hạn lập báo cáo quyết toán, chưa nộp hồ sơ quyết toán là 49 công trình, tổng mức đầu tư trên 381,9 tỷ đồng. Các đơn vị đã tập trung quán triệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quyết toán, phê duyệt quyết toán và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Các phòng ban liên quan chủ động rà soát báo cáo và kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc trong công tác quyết toán. Ủy ban nhân dân thành phố tích cực đôn đốc các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán để trình thẩm tra phê duyệt. Kết luận nội dung này, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, triển khai thực hiện thanh quyết toán và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đảm bảo đúng tiến độ, tuân thủ quy trình quy định của pháp luật. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư rà soát lại các dự án, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thanh quyết toán. Hội đồng nhân dân các cấp lên kế hoạch rà soát tiến độ thanh toán vốn các dự án.